Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Văn Lợi, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật là một trong những gương mặt quen thuộc cũng như là rất là được yêu quý của những độc giả yêu thơ trong tỉnh với những bài thơ về đề tài miền núi mang đậm dấu ấn và đưa người đọc đến những chuyến phiêu lưu thú vị, khám phá con người và vùng đất của Bắc Cạn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn một lần nữa gặp gỡ với tác giả Văn Lợi để cùng nghe những chia sẻ của ông, những câu chuyện sáng tác trong suốt quãng thời gian vừa sáng tác vừa làm báo của ông. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn tác giả Văn Lợi đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, xin chào chị Diễm. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Vâng, trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về con đường sáng tác của tác giả Văn Lợi. Tác giả Văn Lợi là gương mặt quen thuộc với bạn đọc Bắc Cạn qua những bài báo sắc sảo và đặc biệt là những bài thơ viết về miền núi mang đậm dấu ấn. Tác giả Văn Lợi bắt đầu sáng tác văn học nghệ thuật từ lúc 15 tuổi, những kiến thức cơ bản của nghệ thuật được ông tiếp thu tại lớp bồi dưỡng viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam khóa 1968-1969, cộng với những trải nghiệm từ thực tế cuộc sống đã giúp cho ông có được những trang viết sắc sảo và có chiều sâu. Từng là giáo viên dạy môn ngữ văn cấp 3, sau khi nghỉ hưu, ông đã thực sự dấn thân vào sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp một cách vững vàng và tự tin. Cho đến nay, ông đã có một gia tài thơ khá đồ sộ với 12 đầu sách đã được xuất bản, trong đó có 8 tập thơ in riêng như Khúc ca áo tràm, Hát trên đất cằn, Nơi ấy lời ru, Cảm nhận mùa, Những miền nhớ thương, Khúc tình xuân, Một ngày trên núi, Lời lặng im. Thì tôi cũng rất là ấn tượng về cách làm việc của ông cũng như là những chia sẻ đầy tâm huyết, đầy tình cảm của một người, một cây bút có nhiều kinh nghiệm của một người đi trước. Và viết về đề tài miền núi thì đó là một đề tài quen thuộc mà ông hướng đến và cũng là một đề tài đã tạo được nhiều dấu ấn trong thơ của ông. Tác giả Văn Lợi thường viết về nhiều mảng đề tài trong cuộc sống. Những vần thơ của ông sâu sắc, triết lý nhưng cũng đầy bay bổng lãng mạn. Khi viết về văn hóa miền núi, thơ ông giàu hình ảnh, giàu tính nghệ thuật, gieo vào lòng mỗi người tình yêu quê hương tha thiết. Viết về tình cảm giữa người với người, thơ ông lại chứa chan tình cảm, ca ngợi vẻ đẹp tình yêu con người gắn với vẻ đẹp của lao động sản xuất của quê hương. Tình yêu, tình người trong những bài thơ ông khiến cho vẻ đẹp của những chợ phiên, chợ tình, những món quà bánh vùng cao đơn giản như chén trà xanh, chiếc bánh trời cũng trở nên ngon lành, ấm áp đến lạ. Có thể nói những bài thơ của tác giả Văn Lợi như những chuyến phiêu lưu thú vị, đưa người đọc khám phá những con người, vùng đất, cảnh vật nên thơ của vùng núi. Ông là minh chứng cho phong cách của một tác giả tuy tuổi đã cao nhưng tâm hồn vẫn luôn trẻ trung, yêu đời, yêu người. Dạ vâng, qua phóng sự vừa rồi thì khán giả cũng có thể hình dung được một quãng thời gian rất là dài theo đuổi đam mê với sáng tác văn thơ. Ông có thể chia sẻ cho khán giả được biết là lý do tại sao mà ông gắn bó với công việc này lâu đến như vậy ạ? Đây là một cái câu chuyện có thể nói là rất là dài, nó xen kẽ rất là nhiều vui buồn trăn trở. Từ lúc mà ở tuổi 15-16 ấy, thì tự nhiên là cũng tự cảm thấy là mình cũng hơi có một chút về cái năng khiếu về văn học. Kèm theo đấy là bằng cái sự từng trải, sự trải nghiệm trong cuộc sống thì cái năng khiếu đó nó được vun đắp dần lên. Đặc biệt là từ lúc 22, 23 tuổi thì tôi bắt đầu là làm báo. Thì lúc bây giờ tôi là, lúc bây giờ gọi là thông tin viên là của báo Việt Nam Độc Lập, của khu thời kỳ Việt Bắc mình, rồi là của Đài Phát thanh Việt Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo Người Giáo viên Nhân dân, báo Tiền Phong. Đầu tiên tôi vào nghề là làm thông tin viên cho những cái tờ báo như vậy. Thì sau đó là từ năm 23 tuổi, tức là từ năm 1963 trở đi thì là tôi bắt đầu là viết văn. Đầu tiên là các cái bút ký và các cái tùy bút. Lúc bây giờ là tôi đang công tác ở Hà Giang. Thì lúc việc công tác ở Hà Giang thì lúc vào là vào thì làm nghề giáo viên. Nhưng mà lúc bây giờ thì tôi phụ trách cái công tác tuyên truyền của giáo dục Hà Giang, cho nên là tôi cũng có cái điều kiện là đi xuống các huyện, các xã, đặc biệt là vùng cao của Hà Giang. Thì là cái quá trình ấy là được tiếp xúc, tiếp cận nhiều với đời sống của đồng bào các dân tộc Hà Giang. Thì dần dần là có cái chút năng khiếu ở trong con người kèm theo với cái đam mê nữa.
và cái sự từng trải trong thực tế của đời sống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang, thì là dần dần là tôi đam mê cái nghề viết, và nó bắt đầu cái câu chuyện viết văn là từ cái thời đó. Tác giả Văn Lợi không chỉ là một người mà có sáng tác sung sức với rất là nhiều tập thơ được mọi người biết đến, mà ông còn có rất là nhiều bài bút ký. Nhất là ông đã từng xuất bản một tập bút ký về những nơi Bác Hồ đã từng qua và được ghi nhận đánh giá rất là cao. Và để viết ở cái thể loại bút ký cũng như là ghi chép lịch sử được mọi người công nhận như vậy thì cá nhân ông đã phải nỗ lực như thế nào ạ? Vâng. Mà bất kể nghề gì nó cũng đòi hỏi là cái người phải có một cái nhiệt tình đã đành, nhưng mà phải có một cái gọi là cái chăm chỉ cần cù. Và đặc biệt là cái nghề viết này nó đòi hỏi phải có một cái quá trình không những là chỉ nắm bắt thực tế, mà nó còn phải có một cái quá trình là phân tích trải nghiệm cuộc sống để mà lẩy tỉa ra những cái gì mà nó trở thành những cái vấn đề mà không phải là bản thân mình quan tâm, mà phải để, tức là để cho quần chúng, để cho người đọc quan tâm những cái vấn đề đó. Bản thân tôi thì có một cái điều kiện là ham thích, là cái người thích xê dịch, và thực tế là tôi đã đi hết tất cả các xã ở trong tỉnh, đều đã quan sát tất cả những cái sự chuyển biến. Ngoài ra những cái hiểu biết của cái người viết ấy, về không những là chỉ nắm từng trải và nắm được cái thực tiễn cuộc sống, đòi hỏi cái người viết mà có tâm ấy và làm tròn cái trách nhiệm công dân thì còn phải nắm vững các đường lối chủ trương chính sách, vận dụng được, nắm vững và vận dụng được cái đó, và nhìn được cái đó ở trong thực tế, nhìn chủ trương đường lối chính sách đang được diễn ra ở trong thực tế như thế nào để mình rút ra được cái điều gì đó. Cho nên là cái người viết thì đòi hỏi phải luôn luôn đọc, luôn luôn học, luôn luôn nghe, và phải luôn luôn suy nghĩ, và phải nắm vững các chủ trương đường lối. Là một người mà có rất là nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong sáng tác văn thơ cũng như là trong các tác phẩm báo chí, nhân đây thì ông có thể chia sẻ cho những tác giả trẻ hiện nay thì làm thế nào để sáng tác được những tác phẩm văn học cũng như là báo chí có chiều sâu ạ? Vâng, như câu chuyện tôi đã nói ở trên, tức là hiện nay từ cái thế hệ tôi để mà nhìn lại cái thế hệ trẻ hôm nay thì tôi thấy là các bạn trẻ hôm nay bước vào nghề làm báo và nghề viết văn thì có thể nói là hơn hẳn thế hệ bọn tôi. Tức là trước khi các bạn vào nghề, các bạn được trang bị kiến thức. Khi bọn tôi ngày xưa làm là làm bằng năng khiếu, làm bằng thói quen. Nhưng mà cái hay của các bạn bây giờ là khi các bạn vào nghề là các bạn được trang bị những cái kỹ năng cần thiết. Cái điều đó là điều rất là quý. Rồi thì là cái khả năng sử dụng các bạn về cái máy móc bây giờ, trang thiết bị nó rất là tốt. Thì thế hệ tôi là không có cái đó. Nhưng chân thành mà nói thì tôi là một cái người cũng đã vào cái nghề viết hơn nửa thế kỷ rồi, thì nhìn lại các bạn hôm nay tôi thấy là kiến thức các bạn có nhiều, kỹ năng các bạn có thừa, và cái phải nói cái nhiệt tình cũng không kém. Có lẽ là cái mà các bạn vận dụng các cái kiến thức đã học và vận dụng những cái điều mình đã hiểu biết vào thực tiễn thì nó còn có một cái khoảng cách. Cái này cũng không trách nhiều được các bạn, bởi vì là tuổi là còn trẻ là một. Cái thứ hai là cái độ từng trải, cái độ va chạm, cái độ từng trải là nó chưa dày. Các bạn phải đọc nhiều hơn nữa và phải hiểu biết về chính trị, hiểu biết về kinh tế, hiểu biết về xã hội, hiểu biết về văn hóa. Mà nhất là chúng ta ở vùng dân tộc này thì lại còn phải thêm một cái kiến thức là cái kiến thức dân tộc học. Nhắc tới cái tên Nguyễn Văn Lợi, giới văn nghệ sĩ và bạn đọc trong tỉnh không chỉ biết đến ông ở vai trò một tác giả với nhiều tác phẩm thơ mà còn ấn tượng với vai trò một nhà báo. Từ những năm 1960, ông đã bắt đầu viết cho các chuyên mục Nông thôn và Phụ nữ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam, là cộng tác viên của báo Việt Nam Độc Lập, báo Giáo viên Nhân dân, tạp chí văn nghệ Việt Bắc của Hội Văn học Nghệ thuật Khu Tự trị Việt Bắc. Ông cũng là cộng tác viên thường xuyên của chuyên mục Văn hóa và Phát triển của báo Nhân dân từ năm 1998 đến 2013. Để có được những bài báo bút ký chân thực, ông đã không ngại khó khăn gian khổ để đi đến hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, cho đến khắp các bản làng của tỉnh Bắc Cạn để tích lũy tư liệu cho các bài viết của mình. Những bài bút ký của ông trên tạp chí Văn nghệ Ba Bể đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin có chiều sâu với cách viết lôi cuốn. Ông dành nhiều bài bút ký viết về mảng đề tài nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là về đề tài Bắc Cạn xây dựng nông thôn mới. Các cá nhân, thành viên của Hồ đã luôn luôn có cái tinh thần sáng tạo để làm những cái tác phẩm, và chủ yếu là khai thác cái đề tài dân tộc miền núi của tỉnh Bắc Cạn. Và qua đó thì có thể thấy được là những cái đóng góp của chúng tôi trong thời gian vừa qua là rất là đáng ghi nhận.
cho phong trào hoạt động của hội văn. Hơn nửa thế kỷ theo đuổi sáng tác văn chương và cả viết báo, những trải nghiệm thực tế, gặp những con người, tìm hiểu về những mảnh đất lạ chính là niềm tự hào, là niềm vui lớn nhất của tác giả Văn Lợi. Ông cũng gặt hái cho mình nhiều thành tích đáng ghi nhận như bằng khen của Ủy ban Toàn quốc các hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và nhiều giải thưởng của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Những bài bút ký của ông như Trở lại Nà Tu, Xây dựng nông thôn mới, Nhìn từ Hà Hiệu đã từng đạt giải khuyến khích của báo Nhân dân về đề tài xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra còn nhiều tác phẩm đạt giải thưởng văn học trong tỉnh và giải báo chí Bắc Cạn. Dạ vâng, mỗi năm mùa xuân đến thì những bạn đọc trên tạp chí Văn nghệ Ba Bể thì cũng đã quen đón đọc những cái bài thơ xuân của tác giả Văn Lợi. Trong năm nay thì ông đã đem đến những cái cảm xúc tươi mới như thế nào với mùa xuân, và ông có thể chia sẻ cho khán giả được cùng thưởng thức một bài thơ xuân mà tác giả vừa mới sáng tác và cảm nhận về không khí của năm nay được không ạ? Cái mùa xuân nó đến thì nó đem đến cho mình những cái cảm hứng. Cái thứ hai là nó gợi mở cho mình những cái vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội. Thì dưới hình thức này, hình thức khác, thì nói chung là tôi đều có dịp xuân đến năm nào thì dường như là tôi cũng có viết một số bài thơ. Ví dụ như hôm nay trong cái dịp số xuân này ở trên tạp chí Văn nghệ Ba Bể thì tôi viết một cái bài là Bản Mông của tôi. Thì là nói về cái thay đổi ở trên một cái vùng Bản Mông xa xôi, thì mình gửi gắm cái điều suy nghĩ của người viết với lại cái đời sống xã hội của đồng bào dân tộc Mông ở trên vùng cao trong cái thời kỳ đổi mới sau 25 năm tái lập tỉnh. Hay là năm nay đặc biệt là tôi viết một cái bài bút ký dài là Bắc Cạn Vùng Xanh ở trên tạp chí Văn nghệ Ba Bể, để nói về cái Bắc Cạn của mình là trong cái ba mùa xuân Covid này thì Bắc Cạn mình vẫn đứng vững ở trong một cái vùng xanh. Cái vùng xanh chia theo cái cấp độ 4 độ của ngành y tế. Nhưng cái vùng xanh này tôi phát triển rộng ra là Bắc Cạn ở trong cái vùng xanh thì không phải chỉ là vùng xanh y tế. Mà 25 năm qua, đặc biệt là trong năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết 13 Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 12, thì một năm qua là cái kinh tế xã hội của Bắc Cạn không chỉ là vùng xanh về y tế, vùng xanh về dịch bệnh, mà còn là một cái vùng xanh phát triển về kinh tế xã hội. Bây giờ tôi xin đọc cái bài Tháng Giêng để diễn cùng với lại quý vị khán giả cùng theo dõi cái bài Tháng Giêng. Tháng Giêng năm nay ở Bắc Cạn nó như thế nào. Tháng Giêng mở cửa, mùa xuân thăm thẳm, xanh xanh mùa màng, xanh xanh mùa yêu. Anh và em đi qua bao nhiêu tháng giêng để có xuân này ngập tràn hạnh phúc. Tháng Giêng bao nhiêu bàn tay gieo hạt, bao bàn tay vun trồng ước mơ, bao khát khao mong được ấm no và xóa hết âu lo phiền muộn. Tháng Giêng nảy chồi bao ước muốn, bật mầm bao niềm tin vào cuộc sống. Giữa xuân đời, người người dâng hiến, hái lộc đời từ những giọt mồ hôi. Tháng Giêng líu díu hoa đua nở, bao tuổi thanh xuân vào mùa yêu, bao đời người vừa qua nghèo khổ, nụ cười tươi thắm sắc hoa đào. Tháng Giêng cánh cửa đời người rộng mở, đón ta vào ấm áp mùa xuân. Anh và em nối nhịp những bàn chân, vui vẻ bước trong mùa xuân hạnh phúc. Vâng, rất là cảm ơn tác giả Văn Lợi đã đem đến cho khán giả truyền hình một không khí xuân với một bài thơ rất là ý nghĩa. Trong suốt cái quãng thời gian mà hơn nửa thế kỷ theo đuổi con đường văn chương cũng như là làm báo, thì đã đem đến cho ông, nhìn lại cái quãng đường này thì ông nhận thấy là cái công việc này đã đem lại cho ông những cái điều gì thú vị nhất, và trong thời gian tới thì ông sẽ tiếp tục sáng tác ở những cái mảng nào ạ? Vâng, thưa chị Diễn, thưa quý vị khán giả, phải nói rằng là hơn nửa thế kỷ làm báo và viết văn làm thơ quá vất vả, quá nhọc nhằn, nhưng mà cái được thì cũng có thể nói là cũng vô cùng lớn lao. Đối riêng với cuộc đời của tôi thì nhờ cái việc làm báo, viết văn làm thơ này, tự nhiên nó làm cho mình là luôn luôn được đứng ở cái tuyến đầu của cuộc sống, và bản thân mình luôn luôn được cọ sát với thực tiễn. Cho nên làm cái con người của mình ấy, có thể nói là cái tư duy nó cũng được phát triển, thì có thể nói là mình cũng tự nâng lên được cái kiến thức về đời sống của mình,
kiến thức về lịch sử, về xã hội, về văn hóa, về tất cả những cái làm cho cái con người của mình nó lớn lên. Nó lớn lên không phải chiều về chiều cao, về cân nặng, và có thể nói làm cho mình lớn lên về tri thức, lớn lên về nhận thức, lớn lên về mình tích góp được những bài học về xã hội và lịch sử. Và cuối cùng cũng có thể nói là ít nhiều là mình có được một chút đóng góp những cái hiểu biết của mình và truyền được cái xúc cảm của mình đối với bạn đọc, đối với đời sống, để làm cho góp phần làm cho cuộc sống nó vui hơn và đẹp hơn. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của tác giả Văn Lợi. Với những cái kinh nghiệm chia sẻ vừa rồi thì sẽ là những cái bài học rất là đáng quý cho những tác giả trẻ học tập ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông và chúc ông có rất là nhiều sức khỏe. Chúng tôi rất là mong chờ và đón đọc những cái tác phẩm của ông trong thời gian tới ạ. Vâng. Đến đây thì chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.